Nên em có mua nước mua gì không? Ghế tạp hóa mua gì không hay sao em? Dạ có, mọi người uống nước hay mua nước nha. Tại vì hồi sáng mình không có kịp mua nước. Dạ, vậy ghế tạp hóa mua thùng nước nha. Dạ dạ. Thì trung tâm thị trấn Phan Rí. Cửa. Đây là chợ Phan Rí. À. À, nếu mà các bạn thích uống nước địa phương á, ở đây có nước khoáng Vĩnh Hảo á, dạ, được. Là ngon nhất. Okay. Có chén nước dừa. Tuệ xuống khách nước nha Tuệ. Đi chợ Phan Rí cửa. Ôi gió kìa. Ôi bán quần áo rồi. Ôi. Ôi nó nhộng nhộng. Người mặc chưa múa mà cái áo nó múa trước người. Trời ơi, răng nó có đắp. Nó đốt tốt kìa. Đâu có cái thằng này. Trong có hết chị. Đây, đại lý có bia, có nước không? Dạ,